chào tất cả bác. Em sẽ dừng chân ở đây các bác ạ. Đây có một rạch nước nhỏ. Ngay bên cạnh kia có một khe suối. Khu rừng này rất là mát. Chỗ này thuận tiện cho việc sinh tồn các bác ạ. Bên này có tảng đá to, rất đẹp. Em sẽ dựng một cái lán ở chỗ này các bác nha. Như vậy là đã hoàn thiện xong 4 cái cột rồi các bác ạ. Bây giờ em đi chặt rùi. Em lấy để trải sàn. Mà ngày chắc là chưa đủ đâu, nhưng mà gần trưa rồi em thấy đói rồi. Trải xem được bao nhiêu xong rồi kiếm cái gì ăn nha các bác ạ. Đói lắm.
Đã xong phần sàn rồi các bác ạ. Phần trên cũng tạm tạm rồi. Bây giờ em đi xuống suối uống nước, đã khát nước quá rồi. Nghỉ tí xong quay lên đi lấy lá về để làm mái các bác ạ. Mọi thứ đã hoàn tất rồi các bác ạ. Hiện tại đã là cuối giờ chiều rồi ạ. Các bác thấy em làm cái lán này mất nhiều công thì các bác hãy tặng cho em một like và một đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Em cảm ơn các bác ạ. Em làm từ sáng giờ mệt quá rồi, giờ em nghỉ một giấc ạ. Chào tất cả các bác.